Rồi ok anh em nha, cảm ơn anh em đã quay lại với kênh YouTube của Vũ Bến Tăng nha. Ngày hôm nay là mình sẽ giao một cái hồ và có một cái hồ cũ nha. Bây giờ mình đi vô trong nhà. Mình sẽ, cái hồ này là hồ mới của bên mình. Đây, gia chủ đã có một cái hồ trong nhà đây. Bây giờ mình sẽ rút nước, bắt cá ra và mình đưa cái hồ mình vô và mình đưa cái hồ này về nha. Rồi, đây là hồ cũ nè. Bây giờ bên mình sẽ tiến hành là rút nước cái này ra và bắt con cá này ra. Rồi tí nữa mình sẽ chạy nước và mình thả cá lại. Lơ lơ, bình tĩnh, nhẹ thôi. Đặng đó nha, từ từ tót thùng á. Đà xíu nữa đi cho nó dễ. Đà xíu nữa đi. Rồi dịu đi, không móc dây đi mà đạp thiếu một hơi đủ quá đem dục hết dính nhớp chứ đồ. Vậy nó đẹp mặt lặt lên mặt trước á. Ừ đúng rồi đó. Ừ. Banh ra. Ừ. Cái gì? Thả đi. Thả ra, vô lấy máy oxy sụp. Ok, Hào chào anh em nha. Thì bây giờ Hào sẽ quay lại nói chuyện tiếp về cái hồ. Thì nãy giờ anh em cũng đi theo chân Caramel ngắm quá trình team mình đưa cái hồ vào trong nhà. Nói chung là đưa dời cái hồ cũ của khách đi ra ngoài, xong rồi đưa cái hồ mới của mình vào trong nhà và setup. Thì từ lúc tầm mình setup, bắt đầu setup cái này thì tầm có 12 giờ. 12 giờ tới giờ thì nói chung là giờ cũng gần 9 giờ rồi. Thời gian cũng khá là dài á. Mình giờ mình cũng không nhớ bao nhiêu tiếng nữa, mình cũng quá là mệt rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái hồ để mình giới thiệu cho anh em biết về cái hồ nha. Kích thước của cái hồ này là dài 2m15, rộng chiều sâu vô là rộng vô là 68, cao lên là bằng tao cao lên 81. Hồ này mình làm kiến 15 ly siêu trong ba mặt. Thì cái hồ này nó đặc biệt hơn những cái hồ trước đây của Vũ Bến Tăng, nó là đặc biệt ở đâu thì nãy giờ anh em cũng đã đi theo chân Caramel em thấy đúng không, dàn mưa thì mình đã kết hợp dàn mưa, nhưng đặc biệt dàn mưa hôm nay là dàn mưa do Vũ Bến Tăng thiết kế nha. Bên mình thiết kế và gia công ra cái dàn mưa đó
chứ mình không xài dàn mưa của đợt trước là mình xài dàn mưa của Trung Quốc, nên mình không xài nữa. Với đặc biệt là bên cái phần tách phân thô thì bên này mình đã làm hai tầng mưa, hai tầng khay để mình tách phân kiểu tách phân dàn mưa á, thì giống như là một cái hệ lọc mà của hồ này là giống như là gần mát đó, mát maximum của một cái hồ kiến, có nghĩa là tách phân dàn mưa kết hợp dàn mưa để xử lý nước và xử lý bốc độc tố đó. Thì anh em nhìn cái độ hoàn thiện của bên mình thì như thế nào, anh em cứ comment thẳng vào nha. Và đặc biệt cái hồ này là anh em mình cũng lắp luôn cả đường thay nước tự động luôn. Và cái bộ thay nước tự động của bên mình á, thì mình sẽ không có xài dạng như là như anh em là xài cái phao châm, nhưng mình sẽ làm ra một cái bộ hẹn giờ riêng biệt cho mình rồi mình lắp vào đó. Đó, chứ mình không có xài cái giống như là một cái đồng hồ, một cái thiết bị hẹn giờ rồi nước giờ ra rồi xào một cái phao cao cấp vô. Thì mình cũng có cái phao cấp mà nhưng là mình cấp bằng phao van điện, chứ mình không có cấp bằng cái phao cơ kia. Đó, và đặc biệt cái những thật là mình đã nhắc với anh em luôn là khi mà anh em muốn làm thay nước tự động á thì bắt buộc anh em phải làm thoát tràn nha. Anh em phải làm cái đường thoát tràn cho cái hồ, chứ không nên làm theo cái kiểu là không làm đường thoát tràn là không được nha. Rất là nguy hiểm. Với lại là anh em phải sử dụng những cái thiết bị mà nước ra nước vô á nó phải cho ok. Thì nước ra nó là đơn giản là cái máy bơm ra thôi, không cần cái gì hết, nhưng nước vô nó phải đơn giản, nó phải là thiết bị xịn sò nha. Để làm gì? Để khi mà anh em bị không có bị sự cố là khi mà nó cấp liên tục thì cái hồ chúng mình nó mắc nước cũ nhiều quá là cá nó bị sốc nước. Đó. Còn nói về bạc tự lọc thì mình cũng xài là ngăn đầu tiên là mình sẽ xài Zimax. Rồi ngăn thứ hai là mình xài Magic, và ngăn thứ ba là hồ của anh khách là còn qua thằng chi rốt 3, mình bỏ một ngăn. Rồi tiếp theo là mình hai ngăn sứ Nowan. Thì đặc biệt cái sứ Nowan của mình á, ở bên mình là sứ Nowan là của mình là chính hãng của Taiwan nha, và hàng của Đài Loan, chứ không phải là hàng của anh em đang có một số anh em đang bán là hàng của Trung Quốc. Đó là nó khác nhau nha, hai cái giá trị và hai cái chất lượng nó khác nhau rất là nhiều, nên anh em đừng có bị lầm là sứ Nowan thì nó đều là như nhau, không phải đâu, nó có hai sản phẩm á, nên là cái giá thành nó khác nhau. Bên mình là mình xài chính hãng Taiwan đàng hoàng đó, và mình cũng có nhập số lượng về, anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình nha. Rồi thì đây là cơm set này, là chân ốp gỗ. Rồi chân này là mình ốp gỗ xung quanh đó, cánh cửa kính thì những cái mẫu cánh này thì hồi xưa mình cũng có nói nhắc rồi, thì mình cover của một người anh ở ngoài Cao Thạch, một người anh Cao Thạch ở ngoài Hà Nội mình làm lại đó. Thì anh em cứ đi ngắm và nhìn cái độ hoàn thiện của bên team Nho Bích Tăng khi hoàn thiện cái hồ nha. Mình cảm ơn, nãy giờ mình cũng xin cảm ơn anh em đã theo chân Caramel để xem sản phẩm của bên Nho Bích Tăng. Thì lời đầu tiên là mình xin cảm ơn gia chủ, thì anh đã rất tin tưởng team, và khi mình xuống mình đo cái hồ này thì anh giao toàn bộ hết cho mình xử lý luôn đó. Hôm nay mình đưa cái hồ vào một cái vị trí này và mình đưa cái hồ cũ của anh ra, thì anh cho mình một lời khen khá là vui. Thì mình rất cảm ơn anh đã tin tưởng team Nho Bích Tăng. Thì anh mình hy vọng là khi mình đưa cái hồ này vào thì sẽ mang được nhiều điều may mắn cho gia đình, và mong anh sẽ có được nhiều ký được nhiều hợp đồng lớn, luôn luôn ủng hộ cho Bích Tăng những cái dự án hồ to hơn để mình có thể thỏa sức đam mê và thỏa sức được thử thách nha. Cảm ơn.
Nói chung là cảm ơn team Gia Bích Tăng, ngày hôm nay là lực lượng rất là đông, thì nguyên team mình hôm nay đi luôn, thì nào là anh em và những người đồng nghiệp, những người anh em đã hỗ trợ nhau làm hết giờ này đó. Và tháng này thì bên mình cũng rất khá là nhiều việc, nên là mình cũng có một số là thắt hẹn với rất là nhiều anh em chậm đơn, nên là anh em cũng xin anh em thông cảm nha. Thì dán nó bị dồn nhiều quá, làm không kịp nổi luôn đó. Thì ngày hôm nay là mình đã bàn giao xong con này, thì tiếp tục là ngày mai là mình sẽ bàn giao tiếp một con trên Tây Ninh, cũng 2 mét mấy luôn đó, cho một người em. Rồi thì bây giờ lời cuối thì mình xin cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip. Bye bye, chào anh em nha. Anh em cứ cần gì thì bên góc thông tin đó là có số điện thoại của Hào, và anh em cần thì cứ nhắn tin Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp cũng được cho nó nhanh. Thì mình cũng có tham gia thi công với anh em á, nên là mình ít cầm điện thoại nhiều lắm, có lâu lâu mình không trách được thì anh em lại chậm trễ cái thông tin của anh em. Rồi cảm ơn anh em nha, chào anh em nha, mong anh em luôn luôn ủng hộ cho Bích Tăng.